Chào mừng các bạn đã đến với MyHideo Channel. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đối thủ Google Genzaka và Yuya. Chúng ta hãy cùng xem những khó khăn mà họ đã trải qua nhé. Mở đầu tập phim, ta biết rằng không chỉ bắt nạt Yuya mà Gen còn không tuân theo giáo điều mà võ quán nhà của Genzaka đã đề ra. Là đặc biệt trục xuất của Genzaka cho thấy quyết tâm mãnh liệt của mình để giành chiến thắng trước người từng là huynh đệ của mình. Và chúng ta chính thức đến với ngày thi đấu thứ hai, dự là sẽ rất hấp dẫn bởi vì các trận đấu của Yuya, con Genzaka và Sora sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Như vậy đây sẽ là chuỗi các trận đấu rồi. Trước trận đấu thì Yuya lại phải đuổi theo một đồng bọn của Gen vì hắn đang giữ chiếc khăn hoàng quyết đấu của Genzaka. Không biết là có điểm gì không mà nghi quá à. Trong lúc trận đấu của Genzaka và Gen được bắt đầu, môi trường lần này là một ốc đảo cô đơn giữa bãi biển Faraway. Đến lúc này ta mới biết được Gen đã mưu tính lừa Yuya đến một nơi nào đó để bắt giữ cậu ta lại nhằm làm cho Genzaka tức giận. Rồi cả hai lao vào đấu khẩu với nhau cùng với những màn múa may đẹp mắt. Và đến rồi đấu nào, Gen đi trước, triệu hồi Barbarian số 3 ở trạng thái tấn công với hưởng của nó cho phép triệu hồi một Barbarian số 4 trên tay. Sau đó một lá bài và cái thúc lực lừa cố Gen rút bài. Đầu tiên triệu hồi đặc biệt Big Wara khi đối phương có hai mươi thuốc trở lên. Sau đó hiến tế Wara để triệu hồi Big Benke vì khả năng của Wara nó được xem như hai nguyên liệu khi mà hiến tế. Big Benke được triệu hồi trạng thái phòng thủ. Tiếp theo Gen tiếp tục triệu hồi Samurai thổi sáo bằng cách gửi một Super Heavy Samurai từ trên tay xuống dưới bộ. Tưởng chừng như Gen đã có thể triệu hồi Shinro bằng anh chàng thổi sáo này làm thinner, nhưng Gen đã kích hoạt cạm bẫy với hưởng cho phép Gen điều khiển một quái thú của đối phương. Nếu như Gen có một Barbarian và đối thủ có hai quái thú, Gen đã điều khiển Samurai thổi sáo của Gen với sự nóng giận của mình. Gen đã cho Benke tấn công Barbarian số 3, nhưng hiệu ứng của số 4 lại vô hiệu hóa tấn công đó. Tuy nhiên cậu ấy đã được chữa cháy bằng việc nhận ra Yuya có thể tự mình chiến đấu, và cả cha của anh ấy đã cho anh ấy niềm tin vào những người xung quanh để hoàn thành lối chơi bất động hoàn hảo của mình. Gen kết thúc lượt đến lượt của Gen, anh ta rút bài và triệu hồi đặc biệt Barbarian thầy tế điên loại. Với hiệu ứng của thầy tế, Gen đã điều khiển Big Benke của Gen, sau đó dùng quái thú này tấn công trực tiếp Gen, lãnh đoạn đòn đó khiến Gen chỉ còn 500 điểm gốc đứng trước bờ vực thẳm. Khi chỉ còn chừng đấy điểm gốc, Gen lại dùng thầy tế tấn công trực diện. Trong lúc nguy cấp, Gen đã kích hoạt khả năng của Samurai bao tay lớn ở dưới mộ bằng cách rút một lá bài. Nếu như nó là một Super Heavy Samurai thì sức công quái thú tấn công trở thành không, và đó là một Super Heavy Samurai cứu cánh một bàn thua trông thấy. Trong thời gian đó, Yuya có vẻ đã chiến thắng và mang khăn hoàng tới cho Gen. Lượt tiếp theo, Gen rút bài, Gen triệu hồi Tamashi. Với khả năng của quái thú này, Gen có thể triệu hồi Shinro bằng cách sử dụng quái thú máy móc của đối phương làm nguyên liệu. Đây rồi, triệu hồi Shinro level 10 Susanoo. Sau đó anh ta trang bị cho nó một chiếc găng giúp tăng 400 sức thủ. Gen cho Susanoo tấn công trực tiếp vào thời tế. Hiện tại đang có sức công là không, chỉ cần một đòn này là Gen sẽ thua và người chiến thắng chính là Genzaka của chúng ta. Sau trận đấu, Genzaka đã bắt tay Yuya với một đội tin một cả hai. Tiếp theo chính là trận đấu thứ hai trong ngày hôm nay, cũng chính là trận đấu giữa Yuya và Sawatari. Sau màn xuất hiện rất ngầu trong bộ áo dưa lãng khách thì Sawatari lại nhận ba chập quê khi kết tội nhầm Yuya. Coi nào, không dài dòng nữa, bắt đầu vào trận đấu thôi. Ma pháp môi trường lần này là pháo đài sụp đổ của hoàng hôn. Trong trận này, Sawatari nhường Yuya đi trước, cậu chỉ hồi chu kỳ đánh trống bởi vì sân của đối phương không có quái thú và cậu cũng không có quái thú nên cậu thể hồi đó với level giảm đi 1. Tiếp theo, up một lá bài với thốc lượng được của Sawatari rút bài, kích hoạt món linh cũ, ngôi đền thử thách quý quái. Mỗi khi Josenzu được triệu hồi bình thường hoặc đặc biệt, lá bài này sẽ được tích một số đếm Josen. Sau đó Sawatari triệu hồi một Kamaitachi với hiệu ứng được triệu hồi thêm một Yosenyo khác, anh ta triệu hồi Kamanitachi. Sau đó kích hoạt hiệu ứng để triệu hồi thêm một Yosenyo nữa, đó là Kamamitachi. Mấy con này tên giống nhau không nên mình xin phép gọi chúng theo vũ khí nhé. Vì triệu hồi được 3 Yosenyo nên ma pháp đã có được 3 số của Yosen. Sawatari kích hoạt hiệu ứng của chồn lưỡi liềm. Khi trên sân có một Yosenyo khác trừ nó thì anh ta có thể trả một lá bài trên sân đối thủ trở về tay. Sawatari đã khiến khi đánh trống trở về tay. Vào giai đoạn tấn công, Sawatari cho chồn lưỡi liềm tấn công trực tiếp Yuya. Yuya chạy đi và kích hoạt cạm bẫy Pink's Hepper vô hiệu hóa đòn tấn công trực tiếp của chồn lưỡi liềm. Sau đó triệu hồi đặc biệt một bò cạp vạn sao với sức thủ vượt qua sức công của cả chồn cầm kiếm và chồn cầm dao. Tuy nhiên Sawatari kích hoạt khả năng của chồn cầm kiếm giúp nó có thể tấn công trực tiếp, nhưng sức công của nó bị giảm đi một nửa, chỉ còn 900 thôi. Sau khi gây thiệt hại, hắn ta tiếp tục kích hoạt hiệu ứng của chồng cầm dao. Khi Yosenyo khác gây thiệt hại, hắn được phép lấy một Yosenyo khác từ trong bộ bài lên tay, và hắn đã lấy một Yosenyo không phải chồng. Tiếp theo, Sawatari kích hoạt khả năng của ngôi đền thử thách và bỏ 3 số Yosen để lấy một lá bài Yosen từ trong bộ bài lên tay, và rồi up một lá
kết thúc lượt. Với hiệu ứng của mình, ba Yoshinjo phải trở về tay vào cuối lượt. Lượt của Yuya, anh ta rút bài kích hoạt scale 1 phù thủy không gian, scale 8 phù thủy thời gian, và sau đó triệu hồi Pendulum chú khỉ đánh trống và Odd Eye Pendulum Dragon tiến vào tấn công. Yuya cho Odd Eye tấn công trực diện, sau đó Sawatari kích hoạt khả năng lá bài mà anh ta đã lấy lên ở lượt trước, đó là Yamabiko, bằng cách cử một Yoshinjo khác xuống dưới mộ triệu hồi đặc biệt nó với sức công bằng với sức công gốc của lũ đang tấn công. Đồng thời ma pháp tinh cũ cũng tự tích số khi có một quái thú triệu hồi. Dù vậy, khả năng của chú khỉ đánh trống giúp cho Odd Eye được tăng thêm 600 công mỗi lượt, và hiện tại sức công của Odd Eye đang là 3100, hơn cái cây bự bự kia tận 600. Và hướng của Odd Eye giúp nó nhân đôi thiệt hại khi giao chiến với lũ level 5 và cao hơn. Và rồi Sawatari chỉ còn 2800 điểm gốc. Tuy nhiên sau khi Yamabiko bị phá hủy, lại có thể lấy một lá bài y chang như vậy lên tay. Với suy nghĩ dù tấn công vẫn bị Sawatari chặn, Yuya kết thúc lượt và chạy tìm Action Card. Lượt Sawatari rút bài, hắn ta đang toan tính điều gì đó. Hắn ta triệu hồi lại bộ ba chồn và số đếm trên lá bài ma pháp hiện là con số 4. Sawatari cho chồn cầm kiếm tấn công trực tiếp với sức công chia đôi để kích hoạt khả năng của chồn cầm dao, lấy ra một Yoshinjo Pendulum hoàn toàn mới. Sau đó kích hoạt tiếp khả năng của ngôi đền kỳ quái. Sawatari lấy thêm một Yoshinjo Pendulum khác và kích hoạt scale 3 Sarenshinju và scale 5 Urenshinju, kích hoạt khả năng của Urenshinju. Khi Pendulum còn lại là một Yoshinju, scale của nó được tăng lên 11 và Sawatari triệu hồi Pendulum. Đại quái xuất hiện, Dai Bakaze. Thì ra những lá bài Pendulum này chỉ là thử nghiệm của Reggie, và có vẻ như nó đã thành công hơn mong đợi. Quay lại với trận đấu, Dai Bakaze khi được triệu hồi thành công sẽ đưa hai lá bài trên sân đối thủ về tay, và Sawatari đã chọn cặp đôi phù thủy. Sau đó hắn ta kích hoạt cặp bài vĩnh cửu cơn gió choáng của Yosen. Dai Bakaze trên sân khiến cho toàn bộ bài thu về tay, ngoại trừ Yosenju thì phải trở về bộ bài thay vì tay. Sau đó hắn tiếp tục trả 800 điểm gốc để kích hoạt ma pháp vĩnh cửu cơn lốc của Yosen. Khi kết thúc lượt với khả năng của ma pháp cơn lốc của Yosen, cứ mỗi Yosenju trở về tay thì sẽ đưa một lá bài trên sân đối thủ trở về tay, và như combo trước, những lá bài trở về tay sẽ trở về một bài luôn. Và sau khi trả ba đêm tròn về, Sawatari trả luôn Dai Bakaze về tay bởi vì nó đã được triệu hồi đặc biệt. Sương Yuya trở về một bài hết rồi. Cuối cùng scale của Urenshinju trở về scale gốc. Lượt của Yuya nào, ta cùng đoán xem Yuya đã vượt qua trận đấu cam go này như thế nào nhé. Yuya rút bài up hai lá và kết thúc lượt. Không biết Yuya đã up gì ta. Sau đó Yuya chạy vòng quanh tìm action card ở trên sàn đấu. Lượt của Sawatari rút bài và triệu hồi bộ ba anh em tròn. Sau đó ma pháp ngôi đền tức đến số 5 với khả năng ở O scale của Urenshinju lại tăng lên scale 11 và triệu hồi Dai Bakaze. Với hướng của Dai Bakaze, hai lá bài up của Yuya sẽ trở về bộ bài, nhưng một lá bài up của Yuya đã kích hoạt, đó chính là khi lá bài này up và bị rời khỏi sân, các quái thú của đối phương sẽ mất đi tên và trở thành là vô danh. Vì vậy cuối lượt tất cả quái thú đó sẽ trở về bộ bài thay vì tay, vì nó không còn là Yoshinju nữa. Tuy nhiên Yuya phải trải qua tới 4 đòn tấn công trực diện và lượt tấn công của mình đúng như dự đoán, Sawatari đã tổng tấn công Yuya. Tuy nhiên Yuya đã thó được một ma pháp khá là mạnh, sự trốn thoát hoàn hảo giúp cho Yuya có thể kết thúc lượt tấn công của Sawatari. Sau khi kết thúc không thành, Sawatari lấy một lá Yoshinju nhờ hiệu ứng của ngôi đền yêu quái và lấy chồn cầm dao lên tay, xem ra vẫn còn kỹ thuật nào đó đây. Vào kết thúc lượt, tất cả quái thú của Sawatari trở về bộ bài thay vì tay, vì không có Yoshinju nào thu về tay nên cơn lốc Yosen sẽ bị phá hủy và Uren sẽ trở về scale 5. Lượt của Yuya rút, Yuya triệu hồi khi đến trống và tấn công trực diện. Sawatari nhanh chóng kích hoạt Yamabiko, triệu hồi với sức tấn công bằng với công gốc của chú khỉ là 1600, nhưng lại bị tiêu diệt cho hiệu ứng của chú khỉ đánh trống. Nó có thể tăng sức công của nó lên 600 và ngôi đền yêu quái được tính là một số và trở thành 4 số. Sawatari nhận 600 thì sau đó Yuya kết thúc lượt. Sawatari rút bài, kích hoạt ngôi đền yêu quái, lấy lên tay Dai Bakaze một lần nữa. Tuy nhiên lần này hắn không nâng scale của Uren lên mà chỉ Pendulum ở level 4 và triệu hồi ra hai anh em chồn, chồn lưỡi liềm và chồn dao găm. Và rồi hướng của chồn lưỡi liềm sẽ đưa chú khỉ về tay. Tuy nhiên Yuya lại tìm ra được một ma pháp trong suốt giúp quái thú của mình không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của nó cho đến hết lượt. Sau đó vì combo đã mất, Sawatari hiến tới hai anh em chồn để triệu hồi Dai Bakaze và số lượng Yosen trong ngôi đền đã tăng lên 3. Và lượt tấn công, Dai Bakaze tấn công khỉ đánh trống với hiệu ứng của mình, số tấn công của khỉ trở thành 2002, đồng thời giảm thiệt hại cho Yuya xuống chỉ còn 800. Kết thúc lượt vì Dai Bakaze triệu hồi yến tế nên vẫn sẽ ở lại sân. Thật là một trận đấu căng thẳng. Đây rồi lượt rút đỉnh mệt. Yuya rút hoạt lá bài vừa rút, lá bài của ảo thuật gia với khả năng kích hoạt khi chỉ có mình lá bài này trên tay và không có lá bài này trên sân cả, rút một lượng bài bằng với số lượng bài trên sân đối thủ, và trên sân Sawari là 5 lá. Yuya được rút 5 lá đồng thời cho đối thủ coi. Tới rồi, thiết lập scale 4 phù thủy ke, scale 8 phù thủy thời gian, triệu hồi Pendulum khỉ đánh trống và ông đang xuất hiện. Yuya cho đài tấn công với hiệu ứng của khỉ đánh trống được tăng thêm 600 nữa là tiêu diệt được Dai Bakaze vì Sawatari đã kích hoạt ứng ở Pendulum của Sarenshinju. Khi Yoshinju sắp bị tiêu diệt thì lá bài này có thể bị tiêu diệt thay thế. Tuy nhiên hắn vẫn nhận 200 thiệt hại do hiệu ứng của Odd Eye. Vào thời khắc này Yuya kích hoạt khả năng của phù thủy kèn, mỗi lần một lượt trong lượt tấn công có thể dung hợp với thú trên sân mà không cần dùng ma pháp dung hợp. Yuya đã dung hợp Odd Eye và khỉ đánh trống để triệu hồi
Beast Eye và dùng nó tấn công Daibakaze. Vào thời khắc cuối cùng, cả hai đều hướng tới những action card. Sawari lấy được pháo hoa cỡ lớn với hiệu ứng gây cho đối thủ thiệt hại bằng một nửa sức công quái thú của đối phương bị tiêu diệt. Còn Yuya thì có được ma pháp điều diệu kỳ, thế nên sự tiêu diệt của Beast Eye là vô hiệu nên lá bài của Sawari không có tác dụng. Và cuối cùng, khả năng của Beast Eye khi nó tiêu diệt một quái thú qua chiến đấu gây thiệt hại bằng với sức công quái thú được làm nguyên liệu, mà ở đây là khỉ đánh trống với sức công là 1600 và kết thúc trận đấu. Quả là một trận đấu mãn nhãn và chiến thắng dành cho Yuya. Sau một trận đấu nghẹt thở, Sawatari và Yuya có vẻ thân hơn trước. Còn về phía Reiji, hắn đang toan tính điều gì đó, có vẻ như là sản xuất hàng loạt bộ bài của Sawatari. Vào tập tiếp theo, Sora sẽ đối đầu với Sun, có vẻ như khá là căng thẳng đây khi mà dung hợp sẽ đối đầu với Isid. Các bạn cùng đón xem tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.